Kính chào quý vị và các bạn, rất vui đã được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Nhà Đẹp NTN. Hôm nay mời các bạn tham quan một cái mẫu nhà do chính khán giả trên kênh gửi cho mình các bạn nhé. Đây là một cái mẫu có chiều rộng là 10,5 x 30. Thì bạn ấy đã xây phía trước là khu vực kinh doanh, phía sau là nhà và giữa là sân. Cái cách bố trí của bạn rất là hợp lý. Đấy, cái góc quay của bạn ấy thì nó không được giống cái cách quay của mình. Các bạn xem thông cảm nhé. Phía trước là khu vực kinh doanh và phía sau thì bạn xây nhà gần như nhà vuông. 10,5 x 11. Thiết kế 4 phòng ngủ. Bên dưới tầng 1 thì bạn ấy thiết kế 1 phòng ngủ, khách, bếp và khu bếp phụ. 2 viên kép C, một chung một riêng. Ngôi nhà tự làm mà được như vậy cũng là rất giỏi rồi. Bạn này chắc chắn là bà xã sẽ khen là một ông xã giỏi đây. Cũng có bể cá lon bộ, ngôi nhà cũng khá là đẹp. Tất cả các bạn nếu mà có nhà đẹp, các bạn cứ quay phim giúp mình nhé. Trước khi quay thì các bạn gọi Zalo của mình, số điện thoại của mình trên màn hình, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách quay, quay nó chuẩn nhất để cho mọi người cùng xem và tham khảo. Đó, trong nhà cũng bể cá luôn. Bạn này thì chơi rất nhiều bể cá, nhưng nếu mà mình tư vấn ngay từ đầu thì mình tư vấn cho bạn ấy chỉ chơi 1-2 bể thôi, không nên chơi nhiều. Với cái bể cá này thì nó cũng tượng trưng cho tiền bạc, mà tiền bạc chúng ta để rải rác nhiều quá nó không tụ tiền, nó không tích cóp được. Ngay cạnh phòng khách là phòng bếp, đồ gỗ cũng rất là nhiều luôn. Bạn này ở Hải Phòng các bạn nhé. Diện tích đất là 10,5 x 30, diện tích nhà là 10,5 x 11. Phòng khách này của bạn có diện tích là 35 m². Đó, mở cửa cũng rất là thông thoáng. Cái mẫu này thì chắc chắn là cũng copy ở trên mạng thôi, chứ không phải là bạn ấy tự nghĩ ra được đâu ạ. Đó, bên cạnh là khu vực phòng ăn và có một phòng ngủ. WC thì khép kín, một chung một riêng. Đó, phòng bếp, phòng ăn. Phòng bếp của bạn cũng rất là đẹp luôn. Ở bên trên thì có 3 phòng ngủ, phòng thờ, phòng sinh hoạt chung nữa, nhưng mà bạn ấy chưa kịp quay ở bên trên các bạn nhé. Các bạn đăng ký kênh và cho mình một nút thích video, một nút đăng ký kênh. Nếu bạn có nhà đẹp, bạn quay và chia sẻ giúp cho mình, xong mình lại tiếp tục đăng lên kênh giống của bạn này luôn. Đó, bạn chơi bể cá nhiều quá. Không nên chơi bể nhiều như thế các bạn nhé. Chơi một cái chơi thật đẹp à. Đấy, vợ con. Bà này chắc chắn là vợ rất là hãnh diện đấy. Ông xã nhà mình giỏi ghê. Tự xây cái nhà đẹp. Mái Nhật 2 tầng 4 phòng ngủ. Bạn ấy chia sẻ là tổng kinh phí là hết 1 tỷ rưỡi cả khu vực kinh doanh phía trước các bạn nhé. Nếu để làm nhà chuẩn đẹp và tiết kiệm thì các bạn nên có tư vấn và thiết kế thì nó sẽ không bị lãng phí và nó sẽ hợp lý. Và cái vệ sinh ở gầm cầu thang này các bạn không nên làm các bạn nhé, hạn chế. Nhà phố người ta ít diện tích, người ta mới tận dụng cái gầm cầu thang thôi. Nên chúng ta bây giờ không nên làm gầm cầu thang đâu ạ. Đó, giờ bạn ấy đang đi ra khu bếp phụ này. Đấy, khu bếp phụ lại thêm một cái bể cá lon bộ nữa, rất nhiều luôn. Và phía ngoài này thì bạn ấy có hai phòng vệ sinh, một phòng tắm kết hợp vệ sinh và một phòng tắm riêng. Cảm ơn các bạn đã xem video tới giây phút này. Nếu bạn thấy chia sẻ của mình hay hữu ích, nhớ cho mình một nút thích video, một nút đăng ký kênh để cập nhật những mẫu nhà mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Cần tư vấn thiết kế hay gọi cho mình số điện thoại trên màn hình. Mình sẽ trực tiếp đến nhà tư vấn phong thủy và thiết kế ngôi nhà của bạn sang trọng hiện đại và tiết kiệm chi phí. Bạn nào có nhà đẹp
thì cũng gọi cho mình và gửi video cho mình. Mình sẽ đăng lên kênh để mọi người cùng tham quan ngôi nhà của bạn. Đó, ở giữa là sân, còn phía trước là khu vực kinh doanh. Quay cả cái cột này. Video đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn và xin chào. Xin hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.